Những cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu cho một hành trình dài của một người phụ nữ Thụy Sĩ. Cô bắt đầu học tiếng Việt, tự mình giải quyết các thủ tục hành chính vốn rất khó khăn, vừa một mình làm mẹ, một y tá, một nhà giáo cho các em. Cô Tim đã bắt đầu ra mắt cuốn tự truyện mang tên Nhà may mắn, một tương lai cho những người thiếu may mắn. Cuốn sách là 16 câu chuyện của 16 số phận khác nhau đã tìm lại ánh sáng hy vọng cuộc đời mình trong ngôi nhà may mắn này. Và sau đây là một vài số phận may mắn như thế. Anh Đinh Công Duy sinh ra tại Quảng Ngãi. Không may, 5 năm tuổi, anh bị sốt cao gây biến chứng liệt tứ chi. Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh đành gửi anh vào nhà may mắn với mong ước cho anh một cơ hội để học tập. Ở đây, anh đã gặp mẹ Tim. Luôn luôn với tôi và tôi nghĩ những anh em khác của nhà may mắn đều luôn cho rằng mẹ Tim là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Tại vì nếu mà không có người mẹ thứ hai này thì bản thân tôi và những anh em của tôi thì có lẽ là không có cuộc sống và chủ yếu là cái nghị lực cũng như là cái niềm vui như ngày hôm nay. Chị Lý Bích Trâm là con thứ hai trong một gia đình có 4 chị em gái. Lúc Trâm lên 6 tuổi, cha bị chấn thương cột sống và bị liệt nửa người. Chị đã gặp mẹ Tim trong bệnh viện và số phận của chị đã thay đổi từ đây. Em được ở nhà may mắn nên em được may mắn và mình nhận được cơ hội được đi du học ở Mỹ. Chỉ muốn là em quay về Việt Nam. Em sẽ sử dụng những kiến thức của mình, sẽ chung tay với mẹ, lo cho những mảnh đời đang còn bất hạnh. Đó là hai trong số rất nhiều đứa trẻ có số phận bất hạnh được mẹ Tim đưa về nuôi dưỡng tại ngôi nhà may mắn. Mẹ Tim bắt đầu thực hiện dự án năm 20 tuổi và cho đến nay, ngôi nhà đã đem đến tương lai mới cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S. Và hôm nay cuộc sống từng ngày rất vui khi được chào đón người mẹ của ngôi nhà may mắn, chị Aline Gerbo, với cái tên tiếng Việt rất thân thương là Hoàng nữ Ngọc Tim. Rất là cảm ơn chị Tim đã đến với cuộc sống từng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây chính là cuốn sách Ngôi nhà may mắn, một tương lai cho những người thiếu may mắn mà chị vừa ra mắt. Và tôi muốn bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay như chúng ta bắt đầu mở cuốn sách này. Và tôi sẽ lật dở từng trang và đến đâu đó tôi gặp câu chuyện nào đó ấn tượng, tôi sẽ hỏi chị. Và khi chúng ta khép lại cuốn sách này, có nghĩa là chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Chị Tim có đồng ý không ạ? Rồi, đồng ý. Bìa sách đầu tiên tôi ấn tượng nhất là cái tên Hoàng nữ Ngọc Tim. Tại sao lại có một cái tên tiếng Việt như vậy ạ? Vì sau gần 25 năm ở Việt Nam, chị Tim đã trở thành là người Việt Nam. Tức là có quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch Thụy Sĩ. Tên Tim thì đã theo mình cũng 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà tên họ Hoàng thì cái đó thì mới 4 năm nay thôi. Tên Tim thì ra đời từ cái câu chuyện đầu tiên làm cho mình thành lập nhà may mắn. Vì ngày xưa là Tim vào một cái trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần ở miền Nam. Và Tim gặp một đứa bé một mình bệnh hoạn rất là bệnh rất là nhiều, bị ghẻ rồi. Tim tìm hiểu thì cậu bé là bị bệnh tim. Thì Tim lãnh em bé đó và đưa nó vào bệnh viện Tim Mạch để điều trị. Thì lúc đó mình rất là ngây thơ, cứ tưởng là bác sĩ y tá sẽ chăm sóc cho em, nhưng mà họ kêu là phải nuôi em trong bệnh viện. Thì Tim ở lại trong bệnh viện 3 tháng mấy. Và sau 3 tháng là em bé được phục hồi sức khỏe và được xuất viện. Thì lúc đó là sắp qua cổng bệnh viện để đi về. Thì những người thân nuôi của bệnh nhân khác kêu là em chờ đợi một chút là sẽ đặt tên mới cho em. Chỉ cái bảng chữ Tim Mạch. Và từ đó là cái người Aline, người Thụy Sĩ này đã nhận một cái tên mới là Tim, chữ trái tim. Chị cảm nhận như thế nào về cái tên của mình? Có đúng với tấm lòng lương thiện của chị không? Thì quen rồi. Còn cái tên Hoàng nữ Ngọc Tim là vì cái đó thì lựa chọn kỹ những chữ mình thích. Thì tên Hoàng thì rất là thích. Rồi Tim thì bên nước ngoài là tên con trai. Thì để người ta biết mình là nữ thì thêm nữ vào. Còn Thị thì tên rất là quê mùa. Đúng rồi. Rồi đã có chữ nữ, rồi Tim, Ư, Y. Thì thế là còn thiếu O thì thành là Ngọc Tim. Rồi thiếu A thì thành Hoàng nữ Ngọc Tim. Tôi nghĩ rằng là cái tên mang rất nhiều ý nghĩa đúng không chị Tim? Yeah. Chúng ta lật dở tiếp trang sách này đi. Tôi đến lời đề tựa của chị ở đầu trang sách. Có một đoạn tôi rất ấn tượng. Ở tuổi 20, sau khi đi qua Bắc Âu, Liên Xô, Mông Cổ rồi Trung Quốc bằng rất nhiều những loại phương tiện khác nhau. Và tôi đã sống ở một đất nước với hàng trăm con người kém may mắn.
Và cuối cùng thì tôi có một gia đình là nhà may mắn, nơi mà không ai có cùng quan hệ máu mủ, nhưng tất cả có chung một điểm, đó là số phận khắc nghiệt. Và số phận ấy có thể nhấn chìm họ. Vậy tại sao ở tuổi 20 chị lại quyết định gắn bó với Việt Nam của chúng tôi vậy? Khi mà tôi ở tuổi 20 còn quá ngây thơ với nhiều thứ, thì lúc đó chị đã nghĩ đến một tương lai dài cho những người thiệt thòi hơn chị. Không, chị tới Việt Nam thì không hề biết là sẽ ở lại lâu như thế này. Và không có lựa chọn mà có cảm giác là được lựa chọn được thôi. Lựa chọn. Khi tới miền Nam, tại team vào Việt Nam từ miền Bắc, từ Trung Quốc á, thì team tới miền Nam là team một buổi tối khuya là team gặp một đứa nhỏ một mình bơ vơ ngoài đường, và team muốn làm một cái gì đó để giúp cho nó. Thì thế thôi. Từ đó là thì tìm hiểu là nếu mà muốn giúp cho nó trở thành một con người có hữu ích cho xã hội, có cân bằng trong cuộc sống thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là team quyết định lo cho nó và nhiều em đồng cảnh với nó nữa. Và công việc càng làm càng thấy là có nhiều việc đáng làm và cần làm, cho nên vẫn ở đây. Tôi rất biết ơn chị đã ở đây cùng với rất nhiều những cộng sự khác. Tôi lại đọc được một dòng khác, chị có nói là cuộc đời với những ngã rẽ. Có lẽ khi ở lại Việt Nam là một ngã rẽ vô tình, nhưng cuối cùng cũng trở thành một ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời chị. Đúng rồi, đúng rồi. Chị có cảm thấy mình đã rẽ đúng con đường không? Đúng chứ. Đúng. Điều gì đã làm chị tin vào điều đó? Thì mỗi ngày thì được chứng kiến những tiến bộ của mấy anh em, mấy đứa con nuôi, thấy nhiều người được phục hồi sức khỏe, kiếm lại được nụ cười, được thành lập một cái gia đình nhỏ, được có nghề, được thấy mình hữu ích cho xã hội. Thì đúng là thêm phải cho nhiều, nhưng mà cho cũng là nhận. Nhưng mà làm thế nào mà chị còn kết nối được với những người bạn ở nước ngoài để hỗ trợ về rất nhiều mặt cho ngôi nhà may mắn của chị? Thì bước đầu tiên là thêm một mình ở đây thôi. Nhưng mà khi thấy là chắc có lẽ là sẽ ở lại hơi lâu, thì team quay về bên nước ngoài để làm gì, để thành lập một cái hội từ thiện ở bên đó, và để quay về đây để hợp thức hóa công việc của mình và để bảo đảm một cái tương lai an toàn cho những đối tượng mình đang giúp đỡ. Thì team là người gốc Thụy Sĩ, thì team thành lập một cái hội ở Thụy Sĩ rồi năm 96. Rồi tiếp theo là team thành lập một cái hội ở bên Pháp, rồi bên Bỉ. Rồi nhiều năm sau là team được đi qua Hoa Kỳ và Canada và Úc, và cũng có thành lập hội, nhưng mà hội của mình thì nhỏ xíu, chứ không phải là hội chữ thập đỏ gì đâu. Dạ, chỉ có 3 cơ sở ở ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ đang tiến hành xây dựng một cái trung tâm xã hội mới ở tỉnh Đắk Nông thuộc Tây Nguyên. Dạ. Đó là điều mà chị sẽ làm gần đây nhất đúng không chị? Dạ, đang làm. Đang xây, vừa xây vừa kiếm tiền á. Nếu ai đó muốn ủng hộ chị một khoản vật chất thì họ có thể liên lạc qua con đường nào? Bởi tôi tin qua sóng của cuộc sống từng ngày, lúc này rất nhiều người nước ngoài, thậm chí là những Việt kiều đang theo dõi chương trình này, họ cũng muốn cùng với chị chung tay góp sức. Chị có thể giới thiệu một địa chỉ nào đó để họ liên lạc với chị được chứ? Dạ được, thì họ có thể vào cái trang web của mình. Thậm chí không biết tiếng Pháp, tại vì tổ chức của mình đầu tiên kêu là nhà may mắn. Thì đánh nhà may mắn và cô team trên mạng là nó ra nhiều lắm. Rồi sẽ ra cái trang web của mình, và cái tổ chức của mình thì nhà may mắn đại dịch qua tiếng Pháp là Maison là nhà, Chance là may mắn. Maison Chance. www.maison. chance.org. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Và như tôi đã hứa, tôi sẽ khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng những trang cuối cùng trong cuốn sách của chị. Dạ. Chị có viết rằng là như thế này: tình yêu thương là một món quà trời cho, mình cho đi mà cùng lúc được nhận hạnh phúc nhân đôi. Tôi tin chị Tim lúc này đang nhận được hàng triệu sự hạnh phúc, bởi các con của chị đã trưởng thành ở rất nhiều mọi miền quê hương, và thậm chí các em còn đang đi du học ở nước ngoài đúng không ạ? Và một lần nữa thay mặt những người Việt Nam, rất là cảm ơn chị Tim đã đến với cuộc sống thường ngày, đến với Việt Nam. Và tôi mong rằng chị sẽ tiếp tục mở những ngôi nhà may mắn, bởi ở Việt Nam hay ở trên thế giới vẫn rất cần những con người như chị để cuộc sống của họ đỡ khổ hơn. Rồi, rất là cảm ơn Dương đã lắng nghe. Rất cảm ơn chị đã đến với cuộc sống thường ngày hôm nay. Kết lại câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị đang theo dõi chương trình này sẽ cùng với chị Tim để mở ra nhiều ngôi nhà may mắn hơn nữa. Còn tiếp theo của chúng ta vẫn còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý cuộc sống từ ngày hôm nay.